Hello, Kilo xin chào tất cả các bạn. Mình là Chile. Bữa nay mình chia sẻ cho các bạn sửa nóc nhà. Loại nóc nhà này là loại gọi là shingle. Nó không có lại phẳng nha. Loại này nó nằm ngang vậy nè, nằm hình chữ V đó. Rất là nguy hiểm, nhưng mà cái nóc nhà của mình nó bị qua những cơn bão tuyết á, cái nóc nhà nó bị hư. Cho nên bây giờ mình sẽ thay hết những cái lớp đầu tiên trên cái nóc nhà. Thì nó bị có hai chỗ thôi, nhưng mà mình sửa cái phần dưới, còn cái phần trên mình cao mình leo lên cũng được. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cho các bạn xem ngày hôm qua mình đã thay đi cái lớp mặt rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái lớp mới vô. Thì cái lớp mới cái dạng nó giống vậy nè các bạn. Đây nó gọi là shingle nha. Đó, chút nữa mình leo lên đó mình sẽ cho các bạn xem cách thay như sau. Hôm qua mình cũng đi mua đồ rồi. Mình đi mua vật liệu với lại mua mấy cái thùng gọi là flashing đó. Tại vì mình siêu vô mấy cái corner đó các bạn. Rồi mua neo nè các bạn. Đinh cho cái nóc nhà đó. Đây. Cái này gọi là flashing nè các bạn. Flashing cement. Cái này để siêu vô mấy cái góc cạnh đó. Sau khi mình xong hết rồi đó, mình siêu vô. Rồi những cái này là cái lớp nóc nhà đó, cái lớp nhựa đó. Lớp này nó bị hư rồi các bạn. Đó, bẻ ra nè, kỹ hết trơn luôn. Mình đem xuống khoảng 3-4 thùng giống vậy nha. Nặng lắm à. Đây. Rồi. Rồi để mình cho bạn xem. Đây nè các bạn. Đó. Mình mua 3 bó. Ra bó nha. Đó. Loại này nó gọi là shingle. Pre-tab shingle. Nó một bó này khoảng 33-34 đồng thôi. Rồi bây giờ mình lên trên cao cho các bạn xem. Đây nè các bạn. Hôm qua mình tháo cái lớp cũ á. Đó. Chưa tháo hết nữa. Chút nữa mình tháo tiếp. Rồi cái này là cái lớp dưới nè. Đó, bây giờ mình bỏ cái lớp mới lên đây. À, mấy cái corner nãy mình nói nè. Sau khi mình bỏ vô mình siêu lại hết. Còn cái phần trên này cũng bị nè các bạn. Đó. Và phần trên cao mình làm không nổi. Làm mấy phần dưới thôi. Đây là phần trên của nóc nhà nè. Còn đây là phần dưới. Phần trên quá cao mình leo lên không nổi, mình làm phần dưới thôi. Mình mới làm sạch cái góc cạnh đó. Làm sạch để mình cho những cái tấm shingle mới này nè, bỏ vô. Đây. Đã sạch hết rồi nha. Cái góc cạnh đó nãy mình lôi những cái miếng cũ ra đó. Nãy có những miếng cũ nằm trong đó, mình lôi ra để mình bỏ mấy miếng mới vô. Ở bên kia mình chưa có làm, ở phía bên đó mình chưa có làm, chút nữa mình làm luôn. Rồi mình sẽ quét dọn mấy cái này nè, bỏ miếng mới vô. Hello, Kile đang chuẩn bị bỏ cái mấy cái miếng shingle mới lên cái nóc nhà nha. Thì sẵn dịp đây mình chia sẻ cho các bạn luôn là khi nào mình cần phải thay cái lớp đầu tiên và khi nào không cần thay, và bao nhiêu lớp mình có thể bảo đảm an toàn cho cái nóc nhà không bị sập. Thì thông thường là cái loại shingle này là nó vậy nè các bạn, mình có thể có bốn lớp nha, tại vì nó nằm dày cho nên cái trọng lượng nó theo cái chiều đi xuống ngang vậy nè. Còn nếu mà cái nóc nhà các bạn nằm thẳng vậy nè thì các bạn cho nhiều lớp quá nó sẽ sụp xuống đó. Thì cái nóc nhà của mình nó chỉ có hai lớp thôi, đầu tiên nó có ba lớp, mình tháo đi hết một lớp rồi, bây giờ mình sẽ bỏ lớp mới vô. Rồi sẵn dịp đây mình chia sẻ cho các bạn khi nào thay cái lớp nha, khi nào mà thấy cái nóc nhà nó bị hư và cần phải thay, và khi nào mà các bạn không cần phải thay.
Đây, các bạn thấy có cái khe hở nè. Đó, từ đây cho tới bên đây là một miếng, tức là một miếng nó có ba cái ô dính liền nhau. Còn cái miếng này là miếng kế nè, thì giữa miếng cũ, giữa miếng thứ nhất và miếng thứ hai nó có khoảng cách, nó có khoảng cái khoảng hở bự hơn, tại vì ở đây nó làm nhô nhô ra một chút. Còn giữa hai cái miếng của một miếng bự á, mà cái khoảng hở nó khít vậy là ok. Còn nếu mà khoảng hở nó quá xa á là không ok, là cái lớp của nó phải cần phải thay, tại vì nó bắt đầu nó co giãn các bạn, nó sẽ co giãn và nó sẽ mục đi. Thì cái lớp cũ của nó là mình cảm thấy là nó ok, đúng không, nó còn rất là dẻo nè. Còn cái lớp đầu tiên nãy mình mở ra rất là giòn, mình bẻ một cái là nó gãy hết trơn luôn. Đó là lớp đầu tiên của nó, bẻ một cái gãy hết trơn luôn. Thì mình sẽ leo lên trên cao, mình sẽ cho các bạn xem cái lớp trên kia kìa. Đó, đây nè các bạn, các bạn thấy không, cái khoảng hở của nó đó rất là rộng, chứng tỏ là cái này sắp bị hư rồi các bạn, nó bị hư rồi đó. Đó, này mình kéo ăn cái là gãy hết trơn luôn. Cái phần bên đây thì vẫn còn được nè, vẫn ok đó, vẫn ok. Nhưng mà cái phần bên đây là nó mở quá, không quá lớn đó, các bạn thấy không, cái đó là phải sửa sau. Bây giờ mình sửa cái phần dưới này thôi. Đó, như các bạn thấy nè, phần dưới nè vẫn còn tốt, phải không? Nếu mà các bạn biết sửa nóc nhà thì các bạn xe mini rất là nhiều để dành tiền nha, tại vì cứ mỗi một square feet đó là nó chạc bạn 6 đồng 6 đồng rưỡi, mà cái phần này không là khoảng 100 square feet này bạn, 100 square feet là tính ra khoảng 700 mấy 800 á, kiểu con chút xíu thôi, mà vì giờ leo cao đó, nó cộng thêm tiền nữa, thì ra cái này khoảng ít nhất khoảng 1.000 đồng á, leo cao như vậy, tại vì tụi nó mua bảo hiểm á. Mà vật liệu các bạn mua vô không nhiêu á, khoảng này vật liệu bạc mua vô khoảng 150 à, tại làm trên cao á thì nguy hiểm thôi, cho nên nó sạc thêm tiền. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình làm cái khúc này nha, làm lên đến đó rồi. Cái miếng nguyên thủy của nó nè, loại miếng tốt nha, miếng còn mới á, thì giữa hai cái khoảng hở của nó rất là nhỏ. Đó, cái này khoảng chừng 3/32 thôi. Đó, ở đây nó có một cái lớp keo nè các bạn. Rồi cái lớp kế tiếp á là các bạn để lên như vậy. Để lên như vậy nè các bạn. Đó, cái lớp kế tiếp nó phải về, chứ không để ngang cái này luôn, tại nước nó chảy á, nó chảy đây nó chảy xuống. Đó, đó, đó là cách lợp single roof nè. Thì bây giờ mình đem cái này lên đó mình sẽ lợp nè. Và ở dưới này á, ở bên phía bên hông này nó có một cái lớp miếng ni lông nữa, mình phải tháo cái miếng ni lông này ra nha, tại vì cái miếng ni lông này ở dưới nó có một lớp nhựa để nó giữ bám chắc cho cái lớp bên dưới. Phần đông là những cái thợ làm nóc nhà, người ta làm biến, người ta không tháo này ra, cho nên lúc mà gió mạnh á nó bật lên hết trơn luôn đó. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đem lên mình lợp nha. Đây là khoảng cách giữa hai cái miếng này các bạn, khoảng cách nó rộng hơn chút so với lại ba cái miếng cùng một miếng lớn nha. Đó, cái này rộng hơn chút nè, tại vì nó có cái phần nhô ra nãy mình mới nói đó, nhô ra một chút. Rồi bây giờ mình đem lên trên cao mình lợp nha. Bây giờ mình sẽ bỏ miếng đầu tiên vô, miếng này mình đã cắt sẵn rồi các bạn, đây nè, đã cắt sẵn, bây giờ mình bỏ vô thôi. Đó, quan trọng nhất là cái miếng đầu tiên nha. Xong rồi mình sẽ đóng đinh lên, dùng loại đinh đinh cho nóc nhà nha, đóng lên đây. Trước khi các bạn
bỏ cái miếng này xuống, các bạn tháo miếng ni lông ra. Đây là miếng ni lông các bạn phải nên tháo ra để cho nó dính đó. Các bạn tháo ra thì nó không dính dưới đâu, bỏ vô thì nó chắc hơn. Bên đây nữa, phần đông là những cái người mà làm nóc nhà đó, họ làm biến họ không tháo ra, mình làm là của mình tháo ra cho nó chắc ăn không. Bây giờ mình sẽ lột vô đâu, lột vô như vậy nè. Thì cái này mình đã cắt sẵn rồi, bây giờ mình chỉ để vô thôi để không mất thời gian các bạn á. Rồi mình cho nó ra ngoài miếng chút nha các bạn, mình cho nó như ra ngọt ngoài miếng chút. Rồi giờ chỉ đóng đinh vô thôi. Ê đóng đèn cái. Các bạn canh, phải canh cho nó đều nha, không mấy là nó xúc ra hết. Thì bây giờ mình làm cái lớp kế nha, lớp trên này nè, mình đã bóc cái miếng giấy bóng ra rồi, để lên kế nó phải gì. Các bạn phải cho sát vô bên trong tường luôn nha, rồi xếp nó ngay ngắn lại. Đây. Xong rồi các bạn đóng đinh vô là xong. Rồi để lỗ ok nè các bạn. Bây giờ trời rất là nắng cho nên mình phải đeo cái đổi cái nón vô, rất là nắng nha, nắng chịu không nổi luôn. Cái xuôi nó ngày ngắn à, ngày ngắn là hết rồi, đóng đinh vô. Đây cái lớp thứ nhất nè, cái miếng thứ nhì kế lên vậy vậy, nước nó chảy xuống đây. Đó. Rồi bây giờ để mình tiếp tục mình đóng hết này nha. Hello, chị Lê trở lại phần 2. Hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2021. Thì ngày hôm qua bữa bão ở New York á, cái bão cơn bão Ida nó di chuyển từ bên tiểu bang Louisiana và bây giờ nó tới New York. Thì mình đã ngưng hoạt động
hơn một ngày, tức là bữa mình bắt đầu ngày hôm hôm thứ ba, mình làm hôm thứ ba, xong rồi tối hôm thứ ba mình phải ngưng lại tại vì bão nó ập tới. Thì ngày hôm qua là mưa nguyên một ngày, mưa rất là nhiều nha các bạn, ở bên New York nè. Thì thiệt hại ở New York á, là nghe nói là ở trong cái những cái trạm xuất quệ á, nước ngập lên làm chết 8 người, và toàn bộ New York là khoảng trên 20 người bị thiệt mạng. Thì bữa nay mình sẽ tiếp tục làm công việc này, đây là phần 2 nha. Thì ở bên tiểu bang Louisiana thì cũng có rất là nhiều người bị thiệt mạng, lại hư hại rất là nhiều, nặng nề luôn. Đó là cơn bão Ida cho năm nay, cơn bão này nó mạnh hơn là cơn bão Katrina ở bên Louisiana. Và ở New York này cách đây cũng khoảng 8 năm nó cũng có một cơn bão gọi là Hurricane Sandy. Thì cơn bão này nó cũng tương tự giống như Hurricane Sandy, mà cái gió nó thổi rất là cao. Tối hôm qua nước mưa quá trời luôn, mưa đến 3-4 inches nha các bạn. Nước mưa rất là rất là nhiều, ngập lụt hết trơn luôn ở ngay cái những cái trạm xuất quệ ở New York á, ở trong thành phố á. Bữa nay mình tiếp tục làm công việc này thì để mình quay cho các bạn xem. Bữa ngày thứ ba mình làm tới chỗ đây thôi. Đây. Bây giờ mình sẽ làm tiếp. Nắng, trời nắng mình phải mang mắt kính nha các bạn. Đây nè các bạn, mình làm tới phần này. Đó, bên kia nữa. Bây giờ trời rất là nắng nha. Và sáng nay nhiệt độ nó xuống tới còn có 62 độ F thôi, rất là lạnh. Bây giờ nó nóng trở lại rồi, khoảng 80, 79-80 đó. Thì trời bây giờ rất là nắng, mình phải mang máy kiến vô. Rồi để mình giới thiệu cho các bạn làm những cái bước cuối cùng nha. Đây là mình đã tháo ra cái bệ trên mặt này đó, tháo ra hết rồi. Mình bỏ cái miếng mới vô, giống như những miếng kia các bạn. Cái phần này mình sẽ thay luôn. Đó, nhưng mà cái phần này mình không có cho vô cái video mình nha. Tại phần này mình làm sau cùng. Mình chỉ làm cái phần này trước thôi. Cái phần này làm trước. Đó, chỉ còn mấy miếng bên kia thôi là xong hết. Xong rồi mình bỏ cái cap lên. Bỏ cap lên đây nè. Đó. Rồi. Trên đây cây nữa. Leo lên đây rất là nguy hiểm nha các bạn. Các bạn phải cần cái đôi giày phải có những cái răng cưa để bám lên cái nóc nhà, chứ không thôi là trượt xuống á. Nè. Vậy mình có răng cưa hết đây nha. Rồi với điều kiện là nóc nhà phải không có cát. Rồi giờ mình tiếp tục làm nha. Mình sắp hoàn tất rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ cái cap này vô để che những cái hai mối nối lại á. Mình đang làm tới đây nè các bạn. Đó.
đó. À, cái này gọi là cái cáp, cái loại hai đầu đầu nối, rồi để mình lên cho đó làm nha. Thì cái cáp của đó các bạn, thì mình dùng những cái miếng này nè, mình sẽ cắt ra, thành 3 miếng đó, cắt rồi nha. Các bạn cắt xong ra rồi đó, các bạn cắt một góc độ nữa. Nếu mà các bạn để như vậy á thì nó sẽ lồi cái miếng đen đi ra, cho nên cái miếng kế á các bạn phải cắt, nè, cắt xéo một cái để không thấy cái miếng đen ăn gian đó nha. Anh đem gì rồi, cái miếng này bị hư nè các bạn, miếng này hư nè, cho nên mình phải cắt bớt đi một chút. Tại mình mua cái miếng này nó bớt 50%, nó bị hư á cho nên nó bớt 50% đó. Sau rồi mình để lên đây đó, thấy không? Bây giờ không thấy miếng đen, nếu mà không các bạn không cắt bớt cái chỗ này á thì nó sẽ thấy góc cạnh đen xấu lắm, nên mình phải ôm vào nó ôm sát luôn đó. Dùng loại đinh dài hơn chút nha các bạn. Bên đây một cái nữa. Rồi, và các bạn, mình sẽ tiếp tục đóng lên đây nha. Đóng lên, tuốt lên kia xong rồi mình quay lại, mình kết thúc cái video luôn. Ok, mình đã hoàn thành cái single roof, thay cái nóc nhà mới nha. Chỉ có phần này thôi. Đó, còn cái này là phần cũ nè, bị cũ rồi. Này là phần mới nha. Mình bỏ mấy cái cáp lên hết rồi nè. Thì mấy cái này mình sẽ đóng đinh vô, rồi sẽ bỏ keo nó cùng màu á. Nhà nóc nhà nè. Đó, gần 7 giờ tối rồi các bạn. Chị Lê xin chấm dứt video mình đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi video này. Và nếu các bạn thấy video này hấp dẫn và thú vị, các bạn hãy chia sẻ, nhấn nút like và ủng hộ kênh của Chị Lê nha. Chị Lê xin hẹn gặp lại các bạn vào những video hấp dẫn kế tiếp. Chị Lê xin bye bye. Hẹn gặp lại.